Chào mấy các bạn. Thì mình muốn quay một cái clip chia sẻ với các bạn là ở Mỹ có ba loại người: người giàu và người chứng vị giữa là người trung bình middle class đó, và người cuối là người công nhân làm. Thì cái người giàu họ sống như thế nào, và những cái người nghèo họ sống như thế nào, và cái người chứng giữa mà bình bình đó, là những người mà chứng giữa là giống như là có tiệm quán ăn rồi tiệm nail tiệm kia, thì những người đó sống như thế nào nha. Bây giờ mình làm đề tài nhất là cho những người giàu đi nhé. Người giàu nhất, người giàu ở Mỹ thì mình đang ngay cái chỗ một cái mall này các bạn. Cái mall này để đa số những người giàu họ đi sắm sửa đồ mắc tiền nhé. Thì mời các bạn để theo dõi mình những cái mall như thế nào, những cái người giàu họ đi mua đồ sắm cho những cái ngày holiday. Bắt đầu tại ngày holiday là ngày Thanksgiving, ngày Christmas nó sẽ sẵn tới rồi. Hey, thì bữa nay đó mình đi hai môi mình các bạn, thì mời các bạn theo dõi mình những người giàu và sống như thế nào nghe. Rồi sau đó mình đi so sánh người nghèo họ sống như thế nào, cũng giống hệt người giàu thôi chứ không có khác biệt cái gì hết, chỉ có cái là họ mặc cái đồ có hiệu, không thôi là đồ không có hiệu thôi nghe các bạn. Ok, mời các bạn theo dõi những cái mình nha. Đây nó bán những cái đồng hồ các bạn. Những cái đồng hồ đây, đồng hồ mất tiền không ạ? Qua đây cái này. Dạ, dòng lấy đây. Để chiếc vài chân này. Cái này các bạn có thể chụp cái những tấm hình của các bạn gửi qua cái mô thì và trên này nó dùng cái bản đồ có thể đụng hết luôn, nghe chưa? Ok, ready, you want to take a picture? Tôi bây giờ mình thấy cái phần. Ok, ok, go. You stand right here, you stand right here, I touch it, ok? Two more. I touch it. Back more. I touch it. I know. No, you cannot touch it. Sit there, ok? I touch it. Go back. Okay, right here. Okay. Wow. Hang on. You can send to the phone. You can send to it. Send to me. Yeah. Đó, mình có thể send được. Okay. Sure. That's okay. Đây không? Mất chụp, có thể gửi qua cho mình. Sure. Come on, let's go. No. Okay. Let's go. Đây. Thì các bạn, cái mall trên này nó technology bây giờ nó rất là nhiều đó. Nó rất là đông. Các bạn thấy không? Rất là lớn nha, cái mall nghe là cái mall những đa số là những người có tiền giàu thì đồ đây được gọi là cái có những có rất là mắc, đồ mắc rất là mắc đó các bạn, bóp hiệu bóp gì cũng rất là to hết nha. Thì mấy ngày này, ngày lễ này á, thì người ta đi shopping rất là nhiều nha. Thì mình cũng ghé đây mình đi mua đồ chút xíu và đi trả nợ các bạn, đi trả nợ. Đấy. Giờ mình đi hai thằng nhỏ mình. Thì những cái người giàu họ lên đây họ đi mua đó là đồ gì, quần áo hiệu, một cái áo, nếu mà áo mà thun không có hiệu, không có hiệu không thì cũng trăm mấy đô các bạn. Quần áo đồ kia, quần thò rất là nhiều nha, rất là đông nha. Eden Richie. Đó. Thì mình đang đứng ở trên lầu. Ha. À. Okay, let's go. Let's go. Thì bây giờ mình đi tới chỗ này mình trả tiền nha. Thank you very much. Okay, bây giờ mình đi tới một chỗ để mình đi trả những cái cạc kêu là Mỹ kêu bằng cạc nợ các bạn. Cạc nợ là giống như mượn tiền trước, xài trước rồi trả sau. Ở Mỹ này nếu mà các bạn phải như làm như vậy để làm gì? Để mình đưa có một cái credit của mình. Cái credit là gì? Một cái điểm giống như một cái thẻ tín dụng để nó đưa cho tiền mình xài. Thì cái thẻ đó nó có thể giúp cho mình build cái credit của mình, làm cái điểm các bạn cao lên. Sau này làm gì các bạn có thể dùng cái credit của nhà băng thì cho mượn một cái số tiền các bạn để có thể làm gì, làm ăn, mua nhà mua cửa. Thì lý do đó cái credit là nó là coi các bạn là ôi thằng này nó có việc làm, nó trả tốt đúng giờ đúng giấc này kia, thì nhà băng nó coi là một cái tin tưởng
thì nó cho bạn mượn số tiền có thể là 100 ngàn, tùy theo cái mỗi người khác nhau các bạn nha. Đó thì ở đây cái mall này á, nó đủ loại người đó. Đây là Microsoft là cái tiệm này nó bán những cái computer trong này Microsoft nha. Thì trên này nó có bán cái có Apple nữa, đầy đủ hết. Cái mall này đủ loại người để đi hết các bạn, loại nhất loại giàu người giàu người nghèo đi đâu đi cũng được hết, mà cái khả năng họ có mua có nổi đồ nào cái tiền họ mặc không thì theo mình đó có đủ khả năng hết các bạn. Ok, thì những người giàu ta mua được 5 cái thì cái người nghèo họ mình mua được một cái để mình mặc, để cái làm gì, nếu để mình đi đâu đó mình đi tiệc này kia thì mình mang thôi chứ không có gì hết. Ở Mỹ á, thì tính ra người giàu người nghèo nó có giống nhau các bạn. Người giàu á, thì họ sắm được nhiều đồ, người nghèo á, thì họ sắm được một cái. Thì nói như vậy thôi. Thật sự ra thì ở Mỹ này á, tính ra giàu nghèo nó cũng giống thật nhau. Cái đời sống của họ, giàu thì họ phải chi phí nhiều cao hơn, nghèo thì mình chi phí khác, mua đồ ăn kiểu khác. Thì cái đó nữa mình sẽ chia sẻ các bạn sau thôi. Người nghèo họ tại sao họ sống cũng rất vui vẻ và rất ngon hơn những người nghèo nha. Nó có cái hay của đó nghe các bạn. Bây giờ mình quay lại trở lại, mình đang đi trên cái shopping mall của chỗ nhà giàu. Thì cái mùa này á là nó rất là đông đảo, lại tới gần tới mùa Thanksgiving rồi, là cái mùa lễ người về em để người ta mua quà trước để người ta sắp xếp để tặng cho những người mà con của người ta. Mình thì đi trả tiền nợ tại vì mình mua trước cái đó, mình dùng cái kẹt trước thì mình trả sau. Còn nếu các bạn mà trả không cần trả hết, nếu mà các bạn trả hết đó, thì các bạn không có credit gì mấy, không có điểm cao mấy, trả phải thiếu, giống như các bạn thiếu nó 100 đô đi thì các bạn trả 60 đô, thì còn 40 đô thiếu nó thì tháng sau mình trả nó hết luôn. Thì đã mình đi build một cái credit của mình để làm gì, có thể mình mượn tiền nhà băng, mình mua nhà, trả chiếc xe, mua nhà cửa nha các bạn. Ồ, trong này là những cái tiệm đồ chơi cho nít. Đây các bạn, thì bắt đầu mình mới trả mấy cái bill nợ này xong, bây giờ mình đi ra nha. Nha các bạn, trả mấy cái bill nợ này. Thì mấy cái bill nợ này là mấy cái bill quần áo. Nếu mà mình đi mua quần những cái quần áo này nè, mặc nè. Thì giống như mua một áo một con hộp kiểu như này nè, mà hiểu con ấy á, thì nó rẻ tiền bình dân thôi, cả hai mấy ba mấy đồng đô thôi. Như vậy. Ok, yep. Right. Thì bây giờ mình đi qua cho các bạn một chỗ. Các bạn, các bạn có đôi giày nè. Các bạn đóng đôi giày bao nhiêu? Hả? Đôi giày nè. Yeah. I know, I just bought him a Christmas gift. Yes, sir. 890 đô các bạn. Gimbal. Yeah, they're nice, huh? Yeah, this one. Còn đôi giày này nhiêu? 820 đô. Thấy chưa? Wow, cái mô này, cái đồ này trong này các bạn thấy không? Mình chỉ chia sẻ các bạn những mua đôi giày này nó mắc. Cái này là mình làm bằng tuần lương của mình các bạn. Một đôi giày bằng làm tuần lương của mình rồi. Thấy không? Nghe chưa? Các bạn thấy đâu? Những đôi giày mắc tiền không? Những đôi giày đẹp nha. Đôi giày này không biết có đẹp không nữa, mà thấy nó mình thấy không có đẹp gì trơn. Còn giày này rẻ, giày này chỉ có 580 đô. 580 đô luôn, giày này tính ra là mười mấy triệu, coi 2, 4, 6, 8, 10, 12 triệu. Pretty nice. I want these for women. 12 triệu đô. Okay. I get the mask. No, 12 triệu. 12 triệu trên Việt Nam chứ mình nói lộn, cái này là 12 triệu trên Việt Nam nha, đôi giày nha. Ok. Go. Thì tự giờ mình đi cái chỗ mall mình sắp mall này, quần áo bên này. Come on. Come on over here. Quần áo này các bạn, quá trời. Áo này, áo phun này không rồi mình nói coi kiểu bao nhiêu.
chưa thấy giấy tiền nữa. Thì áo thun này là mình chưa thấy giá tiền. Những cái áo jacket này, những cái áo jacket như vậy nè, đủ nó rất là mịn, rất là ngon. Nó bị dài ra hết rồi. Bao nhiêu tiền đây? Cái này mình chưa biết bao nhiêu tiền nữa. Bao nhiêu tiền? Áo bình thường, như thế nó bình thường thôi, không có gì hết, không có gì. Giá bao nhiêu? Đây nè, cái giá này mất rồi nè. Các bạn nghĩ cái giá này, cái áo này một cái áo mà thấy không? Bình thường không có gì hết, nhưng mà thấy có gì không? Mình thì không thấy cái gì hết đó. Đây nè, 995 đô, gần 1.000 đô. 1.000 đô thì tính tiền Nam gần 2 triệu đô. Yeah. He said with my friend, you know, see on the show. Yeah, let me know, man. Okay, thank you. Bạn thấy không? Thì ở đây rất lịch sự. Thì mình đang coi gì, và cái người tới nó hỏi là mình cần giúp gì không? Ok. Con cáo này vậy là gần 20 triệu nhập từ Việt Nam. Mình nói nãy 20 triệu nhập từ Việt Nam. Và cần chưa tính tiền thuế má nha. À, hết 1.000 đô rồi đó nha các bạn. Okay. Thì chia sẻ cho các bạn biết vậy thôi. Những cái nhà giàu để mua những cái áo gì, mình đắt mua cái áo đó mình cỡ 2 tháng lương của mình, gần 2 tuần lương của mình chứ các bạn, nói lộn, gần 2 tuần lương của mình. Okay. Come on you guys. What you guys looking? What? Oh, mình coi kiến của mình đẹp không? Mình đang quay dùng game bộ các bạn. I have my shoes. Jump up. Okay. No running. Thì những cái tiệm Louis Vuitton này các bạn ở đây nè. Thấy không? Thì trong cái tiệm đó bán bóp hiệu rất là mắc. Cái 2-3.000 đô, 4-5.000 đô. Cái tiệm này nó rất là mắc nha. Mình có ghé rồi nó mua một lần nè. Bên này là Gucci. Rồi Gucci thì nó cũng tương đối cũng được thôi các bạn. Đây. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn là cái mall này nó rất là lớn. Nó rất ở ngoài trời, rất là đẹp. Khúc mà gia đình đi sắm sửa này kia nó có đầy đủ đồ hết. Đồ đạc đầy đủ hết các bạn. Món gì cũng có. Đây. À, loại người nào cũng đa số có, ai có tiền thì mua, nghèo giàu về mua cũng được hết. Đây. Thì cái này mình đang đi dưới lầu. Ok, chị bây giờ tới đây mình chia sẻ cho những xong rồi, những mấy người giàu họ đi mua đồ ở đâu, shopping ở đâu, tại đâu. Thì ở cái mall này nó có điều đầy đủ cho những người giàu có tiền mua. Ok. Hẹn các bạn gặp một cái clip sau nha. Clip thứ hai nữa là mình chia sẻ cho những người nghèo. Họ đi mall ở đâu, mua đồ như thế nào, họ sắm sửa như thế nào nha. Thì trong những cái mall này, những mình quay á, chỗ mấy này nó kỹ, không có cho mình vô quay cái detail nhiều nha các bạn. Mình chỉ quay được sơ ở ngoài thôi. Thì ở trong tại vì những người nó có người bảo vệ hết rồi thì mình không thể quay được. Ok.